Rồi, em xin chào cô chú anh chị gần xa. Em xin đón chào cô chú anh chị gần xa. Được dồi dào sức khỏe và làm ăn thành đạt. Em hôm nay em tên Úc Em, có giao lưu với anh chị 20 cây mai dảo Thủ Đức thành phẩm. Mặt bông từ 5 đến 12 cánh. Cô chú anh chị nào có yêu thích mai vàng thì liên hệ với em 0917145232. Phí ship của em là 200 cây số. Rồi đầu tiên là cây số 1. Cây số 1 nha anh chị. Chia cành đều. Chia cành đều nha anh chị. Này là dảo Ginh, dảo Thủ Đức nha anh chị ơi. Rồi em xin đo thông số luôn anh chị ơi. Hoành thân 20 anh chị ơi. Tán ngang 1m6. Chiều cao 1m7. Mã số 1 này em giao lưu với anh chị là 2 triệu. Phí ship của em 200 cây số anh chị ơi. Số điện thoại của em là 0917145232. Nụ thì từ trong ra ngoài anh chị ơi. Rồi anh chị xem. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi mình tiếp mã số 2 luôn anh chị ơi. Mã số 2 cũng là một cây dảo Thủ Đức nha anh chị. Dảo Thủ Đức chi cành đều từ trên tới dưới luôn nha anh chị ơi. Anh chị nhìn kỹ giùm em luôn. Chi cành đều, chi sát chân luôn. Cành sát chân luôn nha anh chị. Mã số 2 anh chị ơi. Cành lực luôn. Chi cành đều. Em xin đo thông số luôn anh chị ơi. Mã số 2 hoành thân 26 anh chị ơi. Hoành thân 26 luôn. Tán ngang 1m6. Chiều cao cũng 1m6 luôn anh chị ơi. Mã số 2 này em xin giao lưu với anh chị 2 triệu. Phí ship của em 200 cây số. Số điện thoại của em là 0917145232. Anh chị có yêu thích mai vàng thì liên hệ với em. Rồi em xin đổi cây. Rồi tiếp theo là cây số 3 nha anh chị ơi. Cây mã số 3 là cũng là cây dảo Thủ Đức nha anh chị. Chi cành đều luôn từ trên tới dưới luôn anh chị ơi. Anh chị nhìn hậu kỹ với em luôn nha. Bông nụ thì từ trong ra ngoài. Chi cành đều luôn từ trên tới dưới. Một cốt luôn anh chị ơi. Rồi em xin đo thông số. Mã này mã số 3 luôn anh chị ơi. Hoành thân 23 luôn. Hoành thân 23. Tán ngang 1m6 luôn anh chị ơi. Chiều cao 1m6 luôn đi anh chị ơi. 1m7 nè. Tính 1m6 luôn. Mã số 3 em giao lưu với anh chị là 2 triệu. Phí ship của em là 200 cây số nha anh chị ơi. Rồi anh chị nhìn hậu giùm em cái nha. Chi cành đều luôn từ trên tới dưới luôn. Quá đẹp luôn anh chị ơi. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi tiếp theo là mã số 4 luôn anh chị ơi. Mã này là mã số 4. Cũng là cái dảo Thủ Đức một cốt tàn thông nha anh chị. Chi cành đều luôn từ trên tới dưới luôn. Vuốt ngọn luôn nha anh chị ơi. Này là mai này là chi cành đều lắm nha anh chị. Từ trong ra ngoài luôn. Có anh chị nào có yêu thích mai vàng thì gọi cho em là 0917145232. Em đo thông số luôn nha anh chị. Hoành thân 24 luôn anh chị ơi.
tán ngang 1m6, chiều cao 1m7. Mã số 4 này em giao lưu với anh chị là 2 triệu, phí ship của em là 200 cây số anh chị. Cây này nó hơi cái giấy nó hơi nghiêng anh chị ơi, chứ không phải là cái cây nó nghiêng. Rồi em quay vòng nữa cho anh chị xem hộ em nha. Chỉ cành đều luôn, từ trên tới dưới luôn. Rồi em xin đổi cây luôn. Rồi tiếp theo là mã số 5 nha anh chị ơi. Cũng là cây giảo Hữu Đức Mục tốt cốt tàn thông nha anh chị. Chỉ cành đều, từ trên xuống dưới luôn, từ dưới lên trên luôn anh chị ơi. Sát chân chậu luôn. Chỉ cành quá đều luôn. Rồi mã số 5 nha anh chị. Rồi em đo thông số luôn. Hoành thân 24. Tán ngang 1m6 nha anh chị. Chiều cao 1m6 luôn anh chị ơi. Mã số 5 anh chị ơi. Mã này là mã số 5. Em xin giao lưu với anh chị là 2 triệu. Phí ship của em là 200 cây số, số điện thoại của em là 0917145232. Chỉ cành đều luôn anh chị ơi. Từ trên tới dưới luôn. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi tiếp theo là mã số 6 luôn anh chị ơi. Mã số 6 cũng là một cốt tàn thông. Chỉ cành đều luôn anh chị ơi. Rồi anh chị nhìn hộ giùm em cho kỹ nha. Mã này là mã số 6. Rồi quay một vòng nữa cho anh chị coi cho nó rõ nha. Rồi em đo thông số luôn. Hoành thân 22. Tán ngang 1m5. Chiều cao 1m7. Mã số 6 này em giao lưu với anh chị là 1.600.000. Giá hữu nghị cho cô chú anh chị chơi Tết nha anh chị ơi. Mã số 6 là 1.600.000. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi tiếp theo là mã số 7 luôn anh chị ơi. Mã số 7 cũng là một cốt toàn thân nha anh chị. Một cốt toàn thân vuốt ngọn luôn anh chị ơi. Giảo Thủ Đức anh chị, mặt bông từ 5 đến 12 cánh nha anh chị. Khi nó cũng có phải đốc lai có 5 cánh mà số ít nha anh chị. Rồi mã số này là mã số 7 nha anh chị ơi. Em đo thông số luôn. Hoành thân 25. Tán ngang 1m6. Chiều cao 2m luôn anh chị ơi. Mã số 7 này em giao lưu với anh chị là 1.700.000. Đó, giao lưu với anh chị luôn, quá đẹp luôn anh chị ơi. Vuốt ngọn luôn anh chị ơi, nụ ok. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi mã tiếp theo là mã số 8 luôn anh chị ơi. Mã số 8 cũng là một cốt tàn thông giảo Thủ Đức nha anh chị. Chỉ cành từ trên tới dưới luôn anh chị ơi. Nụ thì ok, nụ từ trong ra ngoài. Mã số 8 nha anh chị. Rồi mã số 8 em đo thông số luôn anh chị ơi. Hoành thân 24. Mã số 8 là hoành thân 24 anh chị ơi. Chỉ cành từ trên tới dưới đều luôn anh chị ơi. Tán ngang 1m6 luôn anh chị ơi. Chiều cao 1m8 anh chị ơi. Mã này là mã số 8 nha anh chị. Mã số 8 luôn anh chị ơi. Mã số 8 em giao lưu với anh chị là 1.800.000 nha anh chị ơi.
1.800.000 luôn anh chị ơi. Bán giao lưu với anh chị luôn. 1.800.000, số điện thoại của em là 0917145232 anh chị ơi. Rồi, anh xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi, tiếp theo là mã số 9 luôn anh chị ơi. Mã số 9 cũng là một cốt tàng thông anh chị. Rồi, anh chị nhìn hậu kỹ giùm em nha. Mã số 9 là nụ từ trên, từ trong ra ngoài luôn anh chị ơi. Anh chị nào mà có yêu thích mai vàng thì gọi cho em là 0917145232 nha anh chị. Rồi, cũng là một cốt tàng thông luôn. Rồi. Này mai này nó nở thân dữ lắm nha anh chị ơi. Hoành thân 22. Hoành thân 22 là mã số 9 nha anh chị. Rồi tán ngang 1m6. Chiều cao 1m8 đi anh chị ơi. Chiều cao 1m8. Chiều cao 1m8 là mã số 9 nha anh chị ơi. Mã số 9 em giao lưu với anh chị là 1.700.000. Phí ship của em là 200 cây số nha anh chị. Rồi anh chị nhìn hộ kỹ giùm em cái nha. Có gì thì anh chị liên hệ với em. Rồi em xin đổi cây luôn. Rồi tiếp theo là mã số 10. Cũng là một cây giảo Thủ Đức nha anh chị. Một cốt tàng thông. Chi cành đều luôn. Anh chị ngắm hộ giùm em nha. Em quay từ từ cho anh chị ngắm. Mã số 10 nha anh chị. Rồi anh chị nhìn hộ kỹ giùm em luôn. Nụ là từ trong ra ngoài luôn. Nụ là em bao cho anh chị luôn. Rồi em xin đo thông số luôn. Hoành thân là 19. Tán ngang là 1m6. Chiều cao 1m7. Mã số 10 này em xin giao lưu với anh chị là 1.800.000. Phí ship của em 200 cây số. Số điện thoại của em là 0917145232. Anh chị nào có yêu thích mai vàng thì điện cho em. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi tiếp theo là mã số 11 luôn anh chị. Cũng là một cốt tàng thông chi cành đều luôn nha anh chị ơi. Chữ từ trên tới dưới luôn. Mặt bông từ 5 đến 12 cánh nha anh chị. Chậu nó hay nghiêng. Chi cành đều luôn, lực luôn nha anh chị ơi. Xương bự luôn. Vuốt ngọn luôn. Một cốt tàng thông luôn anh chị ơi. Cái này là mai này là tự tay em làm nha anh chị ơi. Mai này là em làm nhà nha anh chị ơi. Tự tay em làm. Anh chị có yêu thích mai vàng thì liên hệ với em. 0917145232. Em tên Út em. Rồi em xin đo thông số luôn anh chị ơi. Hoành thân 23. Tán ngang 1m6. Chiều cao 2m luôn anh chị ơi. Mã số 11 em xin giao lưu với anh chị là 2.100.000. Phí ship của em là 200 cây số anh chị ơi. Đẹp luôn anh chị ơi. Cây này là quá đẹp luôn rồi. Chi cành đều luôn. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi tiếp theo là mã số 12 luôn anh chị ơi. Mã số 12 cũng là một cốt tàng thông nha anh chị. Chi cành đều luôn. Từ trên tới dưới luôn. Nụ thì em bao luôn. Mã số 12 nha anh chị. Rồi anh chị nhìn kỹ hộ giùm em nha. Chi cành từ trên xuống dưới luôn. Anh chị có thấy không rõ gì thì điện cho em chụp hình gửi qua cho anh chị xem cho nó kỹ.
Rồi em xin đo thông số luôn anh chị ơi. Đo thông số luôn, mã số 12 nha anh chị, mã số 12 hoành thân 24. Hoành thân 24 luôn anh chị ơi. Bán ngang 1m6. Chiều cao 1m8. Là mã số 12 nha anh chị ơi. Mã số 12 này em giao lưu với anh chị là 2 triệu. Phí ship của em 200 cây số, số điện thoại của em là 0917145232. Em tên Út em. Rồi, em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi, tiếp theo là mã số 13 luôn anh chị ơi. Mã số 13. Chi cành đều luôn anh chị. Nụ thì từ trong ra ngoài luôn anh chị ơi. Nụ thì ok luôn. Vuốt ngọn luôn, một cốt tàn thông. Nhánh là sát chân luôn, sát chậu luôn anh chị. Mã số 13 luôn anh chị ơi. Mã số 13 luôn. Rồi em xin đo thông số luôn anh chị ơi. Mã số 13 hoành thân 25. Mã số 13 hoành thân 25. Tán ngang 1m6. Chiều cao 1m7. Là mã số 13 nha anh chị ơi. Mã số 13 em giao lưu với anh chị là 1.900.000. Giá giao lưu với anh chị hữu nghị ngắm Tết luôn anh chị ơi. 1.900.000 mã số 13 luôn anh chị ơi. Rồi quá đẹp luôn anh chị ơi. Em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi tiếp theo là mã số 14 luôn anh chị ơi. Cũng là cái giảo Thủ Đức, một cốt tàn thông luôn anh chị ơi. Vuốt ngọn luôn nha. Rồi em quay cho anh chị rồi xem cho nó kỹ nha anh chị ơi. Quá đẹp luôn. Chi cành đều luôn. Rồi. Nhánh sát chân luôn á. Bích chậu luôn. Rồi em xin đo thông số luôn về anh chị ơi. Mã số 14. Mã số 14 hoành thân 20 luôn anh chị ơi. Hoành thân 20 luôn. Tán ngang 1m5. Chiều cao 1m6. Mã số 20 luôn anh chị ơi. Mã số 20 em giao lưu với anh chị là 2.100.000 anh chị ơi. Mã số 14. Mã số 14 em giao lưu với anh chị là 2.100.000. Phí ship của em là 200 cây số. Số điện thoại của em là 0917145232 luôn anh chị ơi. Em tên Út em. Rồi em xin đổi cây luôn. Rồi tiếp theo là mã số 15 luôn anh chị ơi. Mã số 15 cũng là một cốt tàn thông luôn anh chị. Chi cành đều luôn anh chị ơi. Nhánh sát chân luôn. Nụ thì từ trong ra ngoài luôn. Số điện thoại của em là 0917145232 luôn anh chị ơi. Anh chị nào có yêu thích mai vàng thì liên hệ với em. Mã số 15 nha anh chị. Rồi mã số 15. Em đo thông số luôn. Mã số 15 là hoành thân 23 luôn anh chị ơi. Hoành thân 23. Mã số 15 luôn anh chị. Tán ngang 1m5 luôn anh chị ơi. Chiều cao 1m8 luôn anh chị ơi. Mã số 15 cũng là một cây mai giảo Thủ Đức nha anh chị. Rồi mã số 15 này em giao lưu với anh chị là 2.200.000. Phí ship của em là 200 cây số nha anh chị. Anh chị có yêu thích mai vàng thì liên hệ với em.
Rồi em xin đổi cây luôn. Theo là mã số 16 luôn anh chị ơi. Mã số 16 luôn. Cũng là một cốt tàn thông luôn anh chị. Chi cành từ trên tới dưới đều luôn. Chi cành đều luôn mã số 16. Một cốt tàn thông luôn. Nụ thì ok. Nụ từ trong ra ngoài luôn. Rồi em đo thông số luôn anh chị. Hoành thân mã số 16 là 25. Hoành thân mã số 25. Mã số 16 nha anh chị. Tán ngang 1m6. Chiều cao 1m8. Mã số 16 này em xin giao lưu với anh chị là 2.100.000. Phí ship của em là 200 cây số. Số điện thoại của em là 0917145232. Rồi anh chị nhìn kỹ hộ giùm em quận đó nha. Rồi từ từ anh chị chọn. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi tiếp theo là mã số 17 luôn anh chị ơi. Mã số 17 cũng là một cây giảo Thủ Đức nha anh chị. Giảo ghim nha anh chị ơi, một cốt tàn thông luôn. Đều luôn nha anh chị ơi, vuốt ngọn nha. Nụ thì từ trong ra ngoài luôn nụ nè anh chị ơi. Đẹp luôn, tròn luôn. Cành sát chân luôn anh chị ơi. Cành là sát chậu luôn. Rồi mã số 17 nha anh chị ơi. Mã số 17 hoành thân 23. Mã số 17 hoành thân 23 nha anh chị ơi. Tán ngang 1m7. Chiều cao cũng 1m7 luôn anh chị ơi. Là mã số 13 nha anh chị. Mã số 13 này em giao lưu với anh chị là 2 triệu. Phí ship của em là 200 cây số. Số điện thoại của em là 0917145232. Em tên Úc em. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị. Rồi mã số tiếp theo là mã số 18 nha anh chị ơi. Mã số 18 cũng là một cốt tàn thông luôn nha anh chị. Chỉ cần từ trên tới dưới luôn. Mai này là tự tay em làm nha anh chị ơi. Có gì anh chị liên hệ với em 0917145232. Em tên Út em nha anh chị. Rồi anh chị nhìn hộ kỹ giùm em. Quá đẹp luôn. Rồi em xin đo thông số luôn anh chị ơi. Mã số 18 hoành thân 24. Mã số 18 hoành thân 24 nha anh chị. Tán ngang 1m6. Chiều cao 1m7. Tán ngang 1m6, chiều cao 1m7 luôn anh chị ơi. Là mã số 18. Mã số 18 này em giao lưu với anh chị là 2.200.000. Phí ship của em là 200 cây số. Số điện thoại của em là 0917145232. Rồi có anh chị nào thì yêu thích mai vàng thì liên hệ với em ha. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi tiếp theo là mã số 19 nha anh chị. Mã số 19 cũng là một cốt tàn thông nha anh chị ơi. Chi cành đều luôn. Rồi anh chị nhìn hậu kỹ giùm em nha. Cái chân cái chậu nó hơi nghiêng anh chị ơi. Chi cành đều luôn. Mã số 19 nha anh chị ơi. Một cốt tàn thông chi cành đều luôn. Rồi mã số 19 luôn, em xin đo thông số luôn anh chị ơi. Hoành thân 22. Mã số 19 nha anh chị.
hoành thân 22, tán ngang 1m6, chiều cao 1m6 luôn anh chị ơi, chiều cao nó 1m6 luôn. Mã số 19 em giao lưu với anh chị là 2 triệu. Số điện thoại của em là 0917145232 nha anh chị. Mã số 19 là 2 triệu nha anh chị ơi. Bán giao lưu với anh chị ngắm Tết anh chị ơi. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi tiếp theo là mã số 20 cũng là mã số cuối clip nha anh chị. Mã số 20 cũng là mã số cuối clip, là một cốt tàng thông luôn, chi cành đều luôn anh chị ơi. Số điện thoại của em là 0917145232. Anh chị nào có yêu thích mai vàng thì liên hệ với em, em ship tới nhà luôn cho anh chị, 200 cây số nha anh chị ơi. Là mã số 20 cũng là mã số cuối clip nha anh chị. Mã số 20 chi cành đều luôn, từ trên tới dưới luôn, từ dưới lên trên luôn anh chị ơi. Rồi em xin đo thông số luôn. Hoành thân 23, mã số 20 hoành thân 23 nha anh chị. Tán ngang 1m6, chiều cao 1m6 luôn anh chị ơi. Là mã số 20, chiều cao 1m6. Mã số 20 là mã số cuối clip nha anh chị. Mã số 20 này em xin giao lưu với anh chị là 1.800.000. Phí ship của em là 200 cây số. Số điện thoại của em là 0917145232. Em tên Út em. Rồi cuối clip em cũng không có gì hơn, chúc cho anh chị cô chú gần xa rồi giàu sức khỏe và làm ăn thành đạt, đã ủng hộ kênh bonsai suốt thời gian qua và mai vàng của chúng em. Em xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại clip sau.